Minh Anh ơi, vậy thì lần đầu tiên mà khi mà chồng mình báo với mình là đã có em bé, đã có mang thì cái cảm giác của Minh Anh là như thế nào? Cũng giống anh Khang là cũng vui. Nói chung hai vợ chồng thì cũng mừng, cũng hạnh phúc. Khang nên mổ, tại vì cái vấn đề mà Khang sử dụng hóc môn thì cái bộ phận sinh dục Khang nó đã thay đổi rồi. Hiện tại bây giờ chưa có cặp đôi nào có con chung của nhau hết. Thì nếu như nói như vậy thì phải chọn Khang là người, có thể là người đầu tiên. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp để tìm về cặp đôi vợ chồng Minh Khang Minh Huy, chuyển giới và có con. Thì hiện nay cái trên mạng xã hội thì rất là hot về người chồng mang thai và sinh con với một người vợ của mình, cả hai đều chuyển giới. Vậy thì hiện nay thì bé sinh con bé sinh ra như thế nào và vợ chồng này sống với nhau như thế nào, có hạnh phúc hay không, và cuộc tình đó đã diễn ra như thế nào, thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm đến nhà của đôi cặp Quyên Ương Minh Khang Minh Vi, rất là nổi tiếng một thời nha. Và đây là cái ngôi nhà của, thì ở trong cái ngôi nhà đây là một cái ngôi nhà vườn nên thành thử ra là rất là mát luôn. Ngôi nhà vườn mát quá. Chào Minh Khang. Rồi. Hôm nay đến đây vào dịp buổi chiều thăm hai vợ chồng, với lại nghe tin là mình mới có một cái cháu bé. Ghé thăm sẵn tiện thì trước thì thăm hai vợ chồng với lại cháu bé của mình. Bây giờ thì vợ đâu ha Minh Khang? Vợ em đang chăm con trong đó. Đấy, em sẽ kêu vợ ra. Thành thật thì xin lỗi, nghe thì Minh Khang Minh Vi nên là vợ đây là Minh Anh. Thì tại thì hôm nay được đến đây được gặp hai vợ chồng của em, thì cho anh gửi lời thăm sức khỏe hai vợ chồng cũng như là chúc bé mau ăn trong lớp. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, thì Minh Khang ơi, thì Minh Khang có thể giới thiệu sơ về mình với lại vợ của mình, và cũng như là cái cuộc tình cũng trước đây thì Minh Khang với lại Minh Anh nó đã gặp gặp nhau và tiến triển như thế nào? Để Khang giới thiệu lại cho tất cả mọi người được biết thì mình là Minh Khang, là đại diện chính nam của cộng đồng LGBT Đồng Tháp, còn đây là bà xã mình Minh Anh. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang sống ở Đồng Tháp. Còn cái vấn đề mà trước đây hai vợ chồng gặp nhau như thế nào, chắc có lẽ là trong những năm vừa qua nếu như ai theo dõi hai vợ chồng Khang thì chắc cũng sẽ biết được rồi. Nhưng mà hôm nay anh muốn biết thì Khang sẽ nhắc lại. Mình tóm tắt lại đi. Có nghĩa là Khang hiện tại đang làm ở cộng đồng LGBT Đồng Tháp, thì có mở cuộc thi năm 2017. Thì bà xã là một trong những thí sinh của cuộc thi đó. Còn Khang nằm ở ban tổ chức, cho nên là lúc đó hai vợ chồng cũng gặp nhau và làm việc như anh em thôi. Lúc sau này mới bắt đầu là có tình cảm, phát sinh một tình cảm rồi bắt đầu mới tiến tới thân nhau. Thì lúc mà mình hai vợ chồng mình gặp nhau là năm mấy ta? Năm 2017 anh. Năm 2017 luôn. Dạ đúng rồi. Đến bao lâu thì mình sẽ tiến đến hôn nhân? Hai vợ chồng em bắt đầu là quen nhau vào lúc tháng 10 2017, để đính hôn diễn ra ngày 26 tháng 11 2017, lúc sau đó khoảng hơn 1 tháng rưỡi. Hơn 1 tháng rưỡi sau. Cái cuộc tình mình nó từ lúc mà quen nhau đến kết hôn nó mau đúng không? Từ cái ngày quen đến cái ngày đính hôn á là 1 tháng 26 ngày, đúng là 1 tháng 26 ngày. Còn sau khi đính hôn là lúc đó bà xã Nhãn còn đang học phổ thông, là học lớp 11. Cho nên là lúc đó là hai gia đình mới bắt đầu là đợi qua 1 năm sau mới bắt đầu diễn ra đám cưới. Thì đám cưới là diễn ra ngày 29 tháng 9 2018, sau đó 1 năm. Lúc đó thì gia đình mình có đồng ý cho sự tiến đến của hai vợ chồng mình không? Lúc đầu thì không, nhưng mà do em và bà xã cũng cố gắng thuyết phục gia đình, rồi cũng như là mình đưa ra những cái kế hoạch rõ ràng và khẳng định cho gia đình biết đây là cái chuyện mình nghiêm túc, không phải là cái vấn đề mà mình vui hay là mình quen cho có như người ta. Cho nên là về sau thì đâu tầm khoảng hơn 10 ngày hai vợ chồng đấu tranh thì hai bên gia đình đều đồng ý, và
cái mà bằng chứng lớn nhất là cái đám cưới vừa rồi. À, có thể nhắc sơ Minh Anh có thể cho Bùi Hồ cũng như là mọi người cũng biết là lần đầu tiên thì khi gặp Minh Anh Minh Khang thì Minh Anh như thế nào? Lúc đầu thì gặp anh Khang cũng như em đã chia sẻ rồi thì em nói với anh Khang là kiểu như nam. Lúc đầu là nói chung ông ấy riêng em nhưng mà các bạn không là tưởng anh Khang là con trai. Là lúc đầu là cũng tưởng là con trai, cũng kiểu như mình cũng có hết. Nhưng mà mình cũng có mớ. Cũng có hết. Lúc đó thì Minh Khang thì gặp Minh Anh cái cảm giác đầu tiên đó như thế nào ta? Cái cảm giác mà của Khang gặp Minh Anh đó là sao? Chỉ là anh em bình thường thôi. Tại vì trong khoảng thời gian mà diễn ra cuộc thi lúc đó Khang có bạn gái rồi. Thì sau cái ngày diễn ra cuộc thi đó cách đó 2 tháng thì Khang mới chia tay bạn gái. Thì lúc đó Minh Anh mới bắt đầu là vô để nhắn tin, để an ủi những người anh trai thôi. Thì tầm khoảng 10 ngày sau hai đứa mới phát sinh tình cảm. Là lúc đó nó chính thức quen. Khang thì đi chuyển giới thì lúc đó là năm mấy? Khang chuyển giới vào ngày 31 tháng 8 2019 vừa qua. Là nó cách đây là chưa tới một năm. Tháng 8 tới mới tới được một năm. Có thể cho cái cảm giác lần đầu tiên mà khi phát hiện là Minh Khang mang bầu được không? Cảm giác ha. Tại vì khi mà mình mang thai là cái đó là cái dự kiến và cái kế hoạch của mình. Và khi mà được bác sĩ báo là mình đã có thai rồi, thứ nhất là rất là vui và hạnh phúc. Tại vì mình dự định, theo như em dự định đó là tầm khoảng một năm hơn là mới có thể là có được baby. Nhưng mà rất là may khi mà Khang vừa dừng hormone tầm khoảng 4-5 tháng thì bắt đầu baby đã có. Cho nên cái đó là cái sự may mắn. Tại vì khi mình sử dụng hormone đó là cái việc thụ thai nó rất là khó. Rất là khó đúng không? Cho nên là Khang mới bỏ, Khang nghĩ là sẽ bỏ ra thời gian tầm 1 đến 2 năm mới có thể là có thai được. Nhưng mà rất là may 4 tháng là đã có rồi. Khi mà mình nghĩ là khoảng 1-2 năm sau nó mới có thai, có mang được. Thì khoảng 4 tháng thì mình có mang thì lúc đó cái mình có nghĩ rằng nó có sớm hoặc là nó có sau này nó sẽ có thể bị ảnh hưởng về em bé gì không? Cái vấn đề sợ là chỉ sợ em bé, ảnh hưởng em bé. Tại vì cái lượng hormone Khang mới vừa dừng lại thôi. Đúng rồi. Cho nên là Khang nghĩ là cơ thể mình chưa đủ để đào thải hết những cái lượng thuốc đó ra ngoài bớt. Đúng rồi. Cho nên là sợ ảnh hưởng cho bé. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì bé chờ đợi cách rất là bình an. Không có bất kỳ một cái điều gì đó mà khiến trở ngại cho đến hiện tại bây giờ. Còn cái vấn đề mà nó phải nói là hồi hộp hay là này kia thì không. Tại vì mình đã xác định mình có con thì con đến sớm hay con đến muộn đều là con và rất là vui không? Nó là một vui, một hoan hỷ. Minh Anh ơi, vậy thì lần đầu tiên mà khi mà chồng mình báo với mình là đã có em bé, đã có mang thì cái cảm giác của Minh Anh là như thế nào? Cảm giác của em thì nói chung là cũng giống anh Khang là cũng vui. Nói chung là chồng thì cũng hạnh phúc. Thưa cô bác quý anh chị, thì được biết Minh Khang và Minh Anh cưới với nhau và hiện nay thì có một thiên thần, coi như là một thiên thần của cặp Quyên Ương, rất là nổi hot trên mạng xã hội đến thời điểm bây giờ. Và có thể Minh Khang hoặc là Minh Anh có thể giới thiệu về bé của mình đến nay là được bao nhiêu ngày tuổi, tháng tuổi, và cũng như là tên đã đặt tên cho bé là tên gì? Bé đến nay thì 10 ngày tuổi. Còn cái tên của bé thì hai vợ chồng đã quyết định đặt ngay từ ban đầu là Đặng Ngọc Thiên An. Cái lý do mà Khang dùng cái danh từ Thiên An đó là vì Khang thấy được trong những ngày tháng mình mang bầu đó, có rất là nhiều sự may mắn. Nhưng mà cái may mắn lớn nhất là trải qua tất cả những liệu trình hormone, rồi đề kháng của thuốc, rồi ca phẫu thuật, tất cả rất là nhiều thứ. Rồi song song đó là trong 9 tháng đó là Khang di chuyển rất là nhiều ở các tỉnh, cũng như là công việc Khang chạy show rất là nhiều. Thì may mắn một điều là bé không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bé chào đời một cách an toàn. Thì Khang nghĩ là lấy tên Thiên An đó là cái sự may mắn, sự bình an của trời ban. Cho nên là Khang lấy cái từ Thiên An đó cho con. Một cái tên rất là ý nghĩa cho bé, cũng như là rất là đầu tư, chứ không phải là một cái việc mà đặt tên ngẫu hứng đâu. Dạ, đúng rồi. Sinh ở bệnh viện tỉnh này hay là ở Sài Gòn? Em sinh ở bệnh viện tỉnh luôn. Em sinh ở bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp. Thì
có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao không chọn những nơi uy tín giống như là những bệnh viện lớn phương châu, bệnh viện quốc tế. Đúng rồi. Mà Khang chọn bệnh viện tỉnh, tại theo như mọi người biết thì Đồng Tháp nó rất là nhỏ, thì bệnh viện tỉnh nó còn không có lớn gì mấy. Nhưng mà Khang chọn bệnh viện Đồng Tháp, thứ nhất là đội ngũ y tá, bác sĩ ở đây chuyên, tất cả bác sĩ ở khoa sản đều là biết Khang, thứ nhất. Thứ hai nữa là rất là thương Khang. Trong cái quá trình mà mình chuyển giới, lượng hormone trong cơ thể rất là nhiều. Vậy thì mình sinh con như thế đó, thì nó có đối với đội ngũ y bác sĩ đó, vậy thì cái quá trình sinh của mình nó có khó khăn lắm không Minh Khang? Lúc đầu thì các bác sĩ nghĩ là Khang nên mổ. Tại vì cái vấn đề mà Khang sử dụng hormone thì cái bộ phận sinh dục Khang nó đã thay đổi rồi. Nó không có, nói thẳng ra là nếu như một người phụ nữ vào cái giai đoạn chuyển dạ thì đương nhiên cái cổ tử cung nó sẽ nở ra, giãn ra để cho bé nó sẽ ra đường đó. Nhưng mà cổ tử cung của Khang lúc đó nó không giãn, thì đương nhiên là nó có, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới nguy hiểm của bé. Tại vì đến giờ đâm bồn bé phải ra, nhưng mà đúng nở không giãn thì bé sẽ không ra được. Thì đó là một cái lo sợ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác sĩ yêu cầu Khang mổ, nhưng mà Khang chấp nhận đau từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thì Khang bắt đầu là lúc đó là Khang cũng như cả gia đình bắt đầu nguyện khấn, khấn mẹ thì khấn tổ này kia, tất cả mọi thứ để cho Khang có thể nở tử cung ra để có thể sinh con một cách bình thường. Thì lúc đó cũng may mắn một điều là đến phút cuối thì cơ thể của Khang bắt đầu nó có độ giãn nở, nhưng mà nó không quá giãn nhiều so với cái sự cho phép để bác sĩ sinh, có thể sinh. Thì một lòng là phải nhờ đến các chị hộ lý là phải gọc thêm ra để cho bé có thể an toàn chui ra. Thì đó là tuy là thật sự rất là đau đớn, tại vì mình trong quá trình sinh thường là không được sử dụng thuốc tê hay thuốc mê gì hết. Đúng rồi. Để mình có thể là có sức, có tinh thần để mình có thể gồng ra. Thì đó là có thể là những cái cơn đau rất là đau, vừa đau bụng chuyển dạ mà vừa đau ở cái vết thương mổ rọc này cho tất cả mọi thứ mà không có thuốc mê thuốc tê. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái thiên thần của mình, mình thấy bé con của mình chào đời, tất cả nó được bù đắp lại một cách rất là xứng đáng. Nhưng mà Khang được may mắn ở một cái là sẵn tiện ở đây Khang cũng gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khoa sản của bệnh viện. Tại vì khi Khang sinh á là Khang cảm nhận rất là hạnh phúc. Gia đình nội rồi ba rồi cậu rồi mẹ rồi gì lên mười mấy 20 người rất là đông, thêm đó là hình như là toàn khoa sản, gần mười mấy bác sĩ và hậu sinh ở xung quanh Khang. Dạ, dạ. Kêu Khang cố lên. Cho nên là được như ngày hôm nay, Khang và bé Thiên An cũng rất là cảm ơn đội ngũ bác sĩ một cách rất là nhiệt tình với gia đình Khang. Coi như đây là một hiện tượng, một cái vừa sự cố gắng của Khang dạ, với rồi. Lại đội ngũ y bác sĩ mới được thành công như ngày hôm nay. Đúng rồi. Minh Anh ơi, thì khi mà chồng mình chuyển dạ đó, thì lúc đó Minh Anh, cái cảm giác của Minh Anh là như thế nào? Nói chung em lo, em đứng ngồi mà, nhưng mà mình đứng ngồi không yên. Nhưng mà em ngồi ngoài mà nó hẳn là em khóc luôn. Em lo không biết làm sao, không biết là ở trong nó như thế nào được, khi tại bác sĩ không có cho mình vô. À lúc đó thì Minh Khang mình chuyển dạ vào buổi chiều hay là buổi dạ, chuyển dạ lúc 19 giờ tối. 19 giờ 19:20 là lúc đó là bé ra đời. À 19 giờ, giờ tối đến 20 phút sau là bé ra đời. Đúng rồi. Vậy thì cũng mau chứ. Đúng rồi, nhưng mà cơn đau thì nó đau từ lúc 3 giờ chiều. À. Vậy thì lúc mà Minh Anh, cái cảm giác mà mình gặp được cái mặt thiên thần của, coi như là kết quả của tình yêu của hai vợ chồng đó, thì Minh Anh cảm giác như thế nào? Lúc đó thì cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà khi mà mình mừng quá. Chỉ biết lúc đó chỉ biết đứng nhìn con thôi, không biết nói sao luôn. Xong cái lúc đó bác sĩ mới đẩy anh Khang ra, cái lúc đó là anh Khang ra, xong cái anh Khang mới khóc. Cái mẹ với nọ này kia mới kêu em là dỗ anh Khang đi, đừng có cho anh Khang khóc, tại mới sinh không có được khóc. Nói chung kiểu mà quá mừng rồi đó, nên không có biết nói sao. Cái đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc mà mình sanh bé ra Thiên An đó, thì lúc đó là bé chào đời là bé bao nhiêu ký đó? Bé là con gái, bé được 2.3 kg. Có thể là một phần là do Khang hoạt động quá nhiều trong cái quá trình mang thai, dẫn đến cái vấn đề dinh dưỡng Khang không có tiếp thu tốt cho bé. Cái thứ hai nữa là Khang nuôi bé trong cơ thể là bằng
cái lượng testosterone nhiều hơn cái lượng nội tiết tố nữ, cho nên là cái việc mà để có được dinh dưỡng cho bé nó cũng rất là ít, ngay cả lượng nước ối trong cái bào thai của Khang nó cũng thấp hơn so với những người mang bầu khác. Cho nên là khi mà Khang đến bệnh viện khám á, thì những người cùng cái tháng bầu với Khang á, ta bụng rất là to. Bụng Khang đến lúc sinh nó vẫn có bao nhiêu đây thôi, nó rất là nhỏ. Cho nên là việc bé Thư Nhan sinh ra chỉ được có 2,3 kg thôi, nhưng mà được cái là bé đủ ngày đủ tháng, cho nên là bé rất là lanh. Nó cũng là một phần may mắn. May mắn. Có một cái chia sẻ như thế này thì có thể trả lời được thì Minh Khang trả lời nha. Được. Thì ở trên mạng xã hội thì nói là một người người thì kêu là người đàn ông mang bầu, người thì kêu là gọi là người chồng mang bầu. Vậy thì hai vợ chồng lúc đó suy nghĩ như thế nào ta? Khang cũng muốn nói thêm cái vấn đề vì sao mà tất cả mọi người sử dụng cái danh từ là người đàn ông mang bầu. Trên thực tế thì có thể hiểu một điều là Khang chỉ là người chuyển giới, và cái gốc của Khang nó vẫn còn là cái gốc nữ. Thì đương nhiên cái việc Khang mang bầu và sinh con nó rất là bình thường, thậm chí là nó không có cái gì để đáng nói hết. Đúng rồi. Nhưng cái việc đáng nói ở đây, cái danh từ người đàn ông, là thứ nhất báo chí người ta tôn trọng nhân vật trong câu chuyện của người ta đã chuyển giới rồi. Và đương nhiên bất kỳ một người nào đó đã chuyển giới rồi thì người đối diện người ta tôn trọng, người ta sẽ gọi người đó bằng cái giới tính người đó đã chuyển giới. Chứ nếu như bây giờ Khang đã là chuyển giới rồi thì người ta phải gọi là anh hoặc là người đàn ông hay là gì đó. Cái đó là cái sự tôn trọng của người ta, giống như hoa hậu Hương Giang thì người ta kêu là chị hoặc là cô, chứ đâu ai kêu gọi là anh bao giờ. Ở Việt Nam của mình á, thì việc mà chuyển giới thì đối với bây giờ thì nó không còn là xa lạ nữa. Đúng rồi. Kể cả những người nổi tiếng như là Lâm Chí Khanh chẳng hạn, nhưng mà cái việc mà sanh con á, là có thể là Khang là ở Việt Nam mình là người đầu tiên. Dạ đúng rồi. Tại vì đa phần tất cả những anh chị trong cộng đồng LGBT á, thì họ sẽ có con với hai phương cách, hai phương pháp, là thứ nhất là thụ tinh nhân tạo và dành cho những cặp đồng tính nữ. Còn những cặp như là đồng tính nam hoặc là những người chuyển giới thì người ta sẽ dùng cái phương pháp là mang thai hộ. Chứ hiện tại bây giờ thì chưa có cặp đôi nào có con chung của nhau hết. Thì nếu như nói như vậy thì phải cần Khang là người, có thể là người đầu tiên. Đầu tiên, nhưng mà sau này có thể là đúng gặp rồi. Được hai vợ chồng Khang thì còn có thể còn những cái cặp đôi khác nữa. Tại vì hiện tại thì Khang cũng đang hỗ trợ cho tất cả các bạn trong cái dự án là thụ tinh nhân tạo. Còn những mà cặp đôi, nói thẳng ra là có nhiều người bảo là cặp đôi này quái lạ, hoặc là cặp đôi này nhìn nó vậy, tại sao mà không chuyển giới rồi không quen một người nữ, hoặc là vợ Khang chuyển giới nữ rồi sao không quen một người nam. Thì thật sự mà nói, ở trong cộng đồng LGBT, nếu như nói ở cái thời điểm hiện tại, nó sẽ có cái bảng đa dạng giới và xu hướng tính dục, và ở trong đó nó có rất nhiều giới tính khác nhau, chứ không phải như ngày xưa chỉ có đồng tính nữ và đồng tính nam. Cái vấn đề đó là nó đã gọi là nó bị cổ hủ quá rồi. Đúng rồi. Bây giờ là hiện đại hóa, cho nên là nó sẽ có rất là nhiều giới tính trong đó. Cho nên là cái việc mà cặp đôi của vợ chồng Khang, nó thực tế tới hiện tại bây giờ là không phải chỉ một mình vợ chồng Khang đâu, còn rất là nhiều cặp đôi. Và trong cái group của Khang á thì có rất là nhiều cặp đôi giống Khang luôn, nhưng mà lý do họ không công khai là vì họ sợ dư luận. Và lý do hai vợ chồng Khang công khai cái việc mà đám cưới của mình cũng như việc sinh con, dẫu biết là khi mình công khai mình sẽ bị dư luận áp đảo rất là nhiều, nhưng mà thứ nhất là hai vợ chồng Khang có thể là nó đã vững tinh thần được 3-4 năm qua rồi, cho nên là chắc dư luận nó sẽ không có làm xiều lòng hai vợ chồng. Coi như là giông gió mình đã chịu được rồi, thì bây giờ một chút xíu nữa gió nó cũng mưa nó cũng đâu có sao đâu. Dạ, đúng rồi. Cho nên là hai vợ chồng nói với nhau là sẽ cùng nhau bắt đầu sẽ tiến đi con đường xa nữa. Thứ nhất là mình đi cho cuộc đời mình, cho con cái của mình, cho cái chuyện tình cảm của mình. Thứ hai nữa là cái lớp trẻ phía sau lưng của mình, nó đang sợ cái dư luận, nó đang sợ cái sóng gió phía trước, thì mình đứng mũi chịu sào thì mới bắt đầu mình đi trước, mình ghẻ sóng cho các em nhỏ nó đi sau. Mình có dự định là hai vợ chồng mình có dự định là sau bé Thiên Ngang thì có dự định mình sanh thêm một bé nữa không? Nếu như dự định sanh thì ham em bé rất là ham, nhưng mà chắc không sanh nữa. Tại vì sức khỏe của Khang á, thì trong thời gian qua thì bác sĩ cũng phải luôn theo dõi trong quá trình mang thai. Và nếu như mọi người ở trên thực tế, mọi người không có thấy được, chỉ thấy được quá trình Khang đi diễn, Khang tham gia những chương trình
Khang mang bầu rồi Khang sinh con được báo chí đưa tải thông tin hoặc là được cái này được cái kia, cái đó là cái bề nổi thôi. Còn cái sự thật những lúc Khang đau, những lúc Khang khó thở, những lúc Khang mệt, Khang phải nằm ở khoa cấp cứu, chỉ có Khang mới chịu đựng thôi, chỉ có Khang chị vợ Khang thôi. Cho nên là cái vấn đề mà mang thai một đứa nữa là chắc không có làm được nữa rồi. À, thôi thì bây giờ nãy giờ cảm ơn sự chia sẻ tâm sự của Khang cũng như là vợ của mình. Thì hôm nay thì không biết là mình có thể cho chiêm ngưỡng về cái thiên thần của mình được không ta? Hiện tại thì bé đã ngủ rồi. Chỉ vô thôi thì mình không tạo tiếng động. Okay. Cho mọi người ở trên mạng cùng chiêm ngưỡng bé nha. Okay. Đi. À, nãy giờ tâm sự thì chưa hỏi Minh Anh là năm nay thì Minh Anh có bao nhiêu rồi ta? Minh Anh năm nay là 20 tuổi. 20 ha. Ở nhà thì anh cưới hai vợ chồng ha. À, cái việc rồi đây là thiên thần của hai rồi. Con cảm ơn con. Dạ. Tại vì bé đang ngủ và say à. Đúng rồi. Rồi đi ra ngoài trước. Cái việc mà bé sinh ra hiện nay thì bé dùng sữa là hoàn toàn là sữa bình hết ha. Sữa bình hết ha. Dạ đúng rồi. Tại vì hiện tại là giống như mình sống ở cuộc sống ở quê thì cái việc mà chăm con này kia tất cả mọi thứ thì theo cái phong tục hay cái này kia của người xưa nhiều hơn, cho nên cái việc mà bé đang ngủ rồi quay hay này kia thì ba mẹ hơi ngại ngại xíu, tại vì bé đang ngủ. Nhưng mà ở trên mạng thì cũng quay bé đang ngủ rất là nhiều đúng không? Tại vì cái tục ở quê mình thì mình hạn chế. Dạ. Kệ thì theo tục lệ ông bà đi. Dạ, đúng rồi. Việc này hiện nay việc chăm bé là của cả hai vợ chồng. Lý do là mình không cho bé uống sữa từ cơ thể mình là mình sợ hóc môn hay sao không? Không, tại vì em đã phẫu thuật rồi. Phẫu thuật phần trên. Cho nên là không có còn không còn miếng vú nữa. Cho nên là tất cả những cái hình ảnh mà đăng tải trên mạng trước đó là những hình ảnh mà như là em ở tràng mang bụng bầu này kia thì nó đã được bên báo chí này kia đăng tải rất là nhiều. Đã phẫu thuật phần trên rồi cho nên là không có còn miếng sữa nữa. Rồi cảm ơn hôm nay thì đến đây gặp hai vợ chồng với lại một cái tình yêu của mình, một cái kết quả tình yêu của mình đơm bông kết trái đến thời điểm này thì Hồ rất là vui và xin chân thành cảm ơn sự coi như là thời gian bận bịu của hai vợ chồng để mà tiếp Hồ đến thời điểm này. Và một lần nữa thì cho Hồ gửi lời chúc sức khỏe hai vợ chồng và chúc bé càng ngày trông lớn khỏe mạnh và đẹp đẹp ra hơn nữa và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại nha.